anh đến vậy hả? Cảm động quá. Không anh, trả em triệu bảy. Triệu bảy gì? Triệu bảy bữa anh mượn em ăn đám cưới nhỏ bạn gái cũ của anh đó. Ê, bữa đám cưới nhỏ đó tôi mượn có 1,5 triệu à nha. Trời ơi, thêm 200 ngàn tiền thuế cano được theo anh nè.